vừa tuyển chọn. Hàng giảng thí sinh chưa kịp ghi hình, người cho quẹo phải, thường xuyên tranh cãi, đánh đập trường giang, gây bao quan mang cho nhà sản xuất. Ngươi còn kiếm chuyện cưỡng bức MC Thiên Hồ Kiếm Quy. Mình đã chiến thắng vòng rồi, đã tham gia quá đáng, tội lỗi ngập đầu. Nếu muốn sống lâu phải lại liền mười lại khâm chỉ đây gươm lĩnh. Xin đào hạ lưu tình, ta nào hà hiếp MC. MC là những đấng bề trên thì làm sao ta dám đụng đến. Xin thánh tạ Long Ân. Vậy mà trong này có ghi sớ là của ngài, muốn ghi cái gì mà không được. Trời, một phát một XXL đó, khai miệng. Ôi, cái bánh này tôi gửi đâu rồi? Mình đã chiến thắng vòng rồi, thắng cuộc chúng tôi đây bao nhiêu lần này rồi. Thì mình đi sau trường mình học riêng thì có lâu lâu tổ chức văn nghệ á, ở đâu cũng có tổ chức văn nghệ, cái mình dạy múa mấy người mới vô, mấy chiến sĩ mới á. Lúc đó mình về à rồi. Thí dụ thì múa sao? Thí dụ mình ra múa anh coi coi. Thành bơm có cái trong bơm, khen ai khéo vô, ô mấy bông mà liền bông, ô mấy bông mà liền bông. Khoan, sao mà dạy hư chiến sĩ hết trơn vậy? Thầy đang làm gì không? Thằng bơm nè, thằng bơm ô mấy bông mà liền bông. Chiến sĩ nào múa hay á? Em là người dạy múa thì nó phải đi, nó phải dẻo, còn mấy người kia thì người ta cứng. Thí dụ nè, ở trong ta múa sao? Sau khi em dạy rồi người ta múa cứng hơn thì ta múa sao? Em cứng không được. Thích nhạc của Justin Bieber. Justin Bieber. Cái tên tiếng Anh đọc sao á con biết. Justin Bieber. Justin Bieber chứ. Đâu càng bài của Justin Bieber coi. What do you mean? Oh, what do you mean? Oh, what do you mean? Cắt đây, bây giờ này, ca sĩ Việt Nam thích ai? Có thích Ngô Kiến Huy không? Thích danh hài Ngô Kiến Huy. Danh hài Ngô Kiến Huy. Danh hài Ngô Kiến Huy. Bây giờ chú Kiến Huy không phải diễn viên hài á chú? Trời ơi. Đón xem tập 5 Thách thức danh hài mùa 6 phát sóng vào lúc 20h35 tối thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019 trên kênh HTV7.